bạn đã trở lại vlog của mình các bạn ơi. Thì hôm nay sẽ là tiếp tục cái series ăn uống của mình nha các bạn. Và hôm nay sẽ là một món ăn lạ lạ cũng quen quen nha các bạn ơi. Thì món ăn đó đang được trong một cái hộp xịp về nha các bạn. Đây một cái hộp giấy. Đây không biết bên trong nó là hình dạng như thế nào. Nên bây giờ để sẽ khui nó ra và xem thử nó là món gì và ăn thử xem nó như thế nào để miêu tả và nói những trải nghiệm của mình về món này cho các bạn xem nha. Và bây giờ mình sẽ quay tên của món này cho các bạn rồi Đạt mới bắt đầu khui ra nha các bạn ơi. Bắt đầu thôi. Đạt chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ nha. Tại không gài Đạt làm cái vlog toàn là buổi tối không các bạn ơi, ban ngày ít thời gian để làm quá. Thì các bạn có nhìn khung cảnh xung quanh thì nó chỉ có cái trong nhà mình thôi, thấy cũng nhàm chán quá thì thông cảm giúp Đạt nha. Khi mà Đạt có cơ hội Đạt ra ngoài Đạt quay thì Đạt sẽ quay cho các bạn sẵn các bạn ngắm cảnh luôn, sẽ rất là vui vẻ và có cái thay đổi cái không khí để cho nó sáng tạo hay là vui tươi lên nha các bạn. Hiện tại thì tại mình về tối không thì đâu có đi đâu được đâu các bạn ơi. Hẹn chi là các bạn thông cảm khi mà thấy mình luôn luôn quay ở trong cái bếp của mình nha. Rồi thì bây giờ Đạt sẽ quay gần cho các bạn xem cái tên của sản phẩm và Đạt khui ra luôn nha. Các bạn ơi, các bạn xem này, nó ghi là combo siêu hot miếng chua cay trùng khánh chính hiệu cộng trà sữa chân châu tứ lộc. Này là 85.000, các bạn nhớ trừ ra 18.000 nha các bạn, đó là tiền xịp. Rồi bây giờ thì Đạt sẽ khui nó ra nha. Đấy, Đạt cái vlog của Đạt quay cái góc này cho các bạn biết là Đạt sẽ quay là giống như là các bạn là đang là cái người cắt cái túi ra các bạn, y chang luôn. Đấy. Đạt thích quay những cái kiểu như thế này. Chà. Cái gì đây? Đạt thấy là khá là đẹp rồi đó. Khá là đẹp rồi đó các bạn ơi. 85.000 có cộng tiền xẹp luôn nha, là nó mới 85.000. Món đầu tiên là cái gì đây ta? Chà, Đạt không biết nó là cái gì. Cái này là trà sữa của Trung Quốc. Để Đạt quay gần này. Có ai đọc được nó là cái chữ gì không nha? Không dịch viên giúp mình nha. Trời ơi, cái này cái ly này hồi 2019 nè. Đây 123g. Có một con hươu nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Hươu này. Ủa con này hươu hay này? Con gì vậy cả? Thôi cũng không cần biết luôn. Đây trên đây nó có một cái nó có một cái nắp xuôi xuống này. Rồi cái đít thì nó không có gì hết. Cái thứ hai là cái gói này. Đây là gói miếng chua cay trùng Khánh Linh nha các bạn. Hôm trước á là mình ăn được cái miếng trùng Khánh Linh mà cái đó là lẩu cóc viên. Thật sự thì mấy cái cóc viên nó khá là không ngon cho lắm. Mà miếng thì rất là ngon luôn. Hay chị mình quyết định mua một cái miếng chua cay trùng Khánh Linh về ăn thử nha các bạn. Cái này là hộp giấy. Chà. Rồi. Tiếp theo là kẹo trà sữa trân châu nha. Đây. Nếu mà ở để Đạt quay gần cho các bạn xem. Đây nếu mà ở có bạn nào chưa ăn á thì mình cũng sẽ ăn và review cho các bạn biết là kẹo này nó ngon như thế nào nha. Thật sự thì đây là lần đầu tiên Đạt gặp được trà sữa mà có viên kẹo gì luôn nè các bạn. Không biết bên trong nó như thế nào. Một hồi Đạt ăn Đạt sẽ cho các bạn xem và mời các bạn ăn luôn nha. Uống sữa này như thế nào nè. Một ly trà sữa này không biết uống như thế nào luôn đi. Còn miếng này thì chắc là đụng rồi chứ đâu có gì ha các bạn. Thôi Đạt cho trà sữa nằm xuống đi cho dễ nhìn ha. Rồi. Để Đạt coi bên trong nó là cái gì nha. Đây. Đây là bên trong này. Một cái bịch sa tế. Một bịch nước tương hay nước mắm gì đó các bạn ơi. Một bịch bột nêm. Một bịch hành phi. Một bịch dầu. Và chắc mấy cái hộp bánh á, mấy cái hộp bánh ăn giòn giòn á các bạn. Và đây là miếng của nó. Đây. Chiếc này thì miếng cũng hơi bị nhiều luôn các bạn ơi, nhiều hơn cái kia nhiều. Wow. Rất là ngon đây. Tới mở ly trà sữa này ra nha các bạn ơi. Thì cái ly trà sữa này nhìn chung thì nó thiết kế nó cũng rất là hay luôn. Cái này là trà sữa hàng lưu hành nội địa Trung Quốc nha các bạn. Bây giờ triển khai tới cái nắp trước này. Cái nắp ở đây nó có cái chốt gài nè các bạn. Đây. Khi mấy bạn không uống nữa mấy bạn đậy nắp lại. Đấy. Rồi khi cần thì mình bụp xuống. Rất là chuyên nghiệp luôn các bạn ơi. Hay thiệt chứ. Rồi ở trong đây nó có một cái bịch đậu hay cái bịch chân châu gì đó các bạn ơi. Bịch đậu hay chân châu gì đó. Một lát nữa mình sẽ mở nó ra. Một cái túi trà nha. Rồi đây là bột chân châu, bột trà sữa. Ý. Mới gớt cái nắp xuống dưới rồi. Ở đây cái cục gì trời. Cái gì vậy ta? Này mình đụng vô giống như cái gâu câu á các bạn ơi. Y như gâu câu luôn á. Một hồi ăn thử xem như thế nào ha.
Và cái này cũng khá là đặc biệt luôn. Nè, các bạn xem này. Đấy, nó thiết kế này mà nó không sợ bị hở đó các bạn. Của mình, ống hút của Việt Nam mình nó hở một cái là nó hút thấy ngựa không lên rồi. Mà nó còn dám thiết kế ống hút như thế này luôn các bạn ơi. Rồi, ở đây nó có cái lò xo. Wow, trời, đẳng cấp gì? Vừa luôn này. Hay thiệt chứ. Cái ly này thật sự rất là đẹp luôn các bạn. Tất cả đều bằng giấy nha, rất là thân thiện với môi trường. Các bạn xem nha, cái này thì thật sự là lần đầu tiên Đạt làm trà sữa này luôn. Thật sự Đạt không có gành về cái quy trình này, không biết cái nào trước cái nào sau các bạn. Nếu mà có sơ suất gì thì các bạn nhớ là thông cảm giúp Đạt nha. Tại vì thật sự là mình cũng không có biết được chính xác là cái quy trình cái nào trước cái nào sau. Cái này để Đạt thử nha. Trời, cái mùi này nó thơm. Nó thơm ngất ngay luôn á má ơi. Nó thơm dở lắm. Thơm quá trời thơm luôn các bạn. Cái mùi này á các bạn ơi. Cái này y như cái mùi sữa của em bé. Đúng rồi, mùi sữa bột của em bé mà nó có trộn. Có trộn cái mùi rất thơm thơm lắm. Là mấy cái hộp đen đen ở trong này nè. Có màu trắng màu đen. Thơm quá trời luôn. Rồi, tiếp theo đó, mình sẽ cho nước sôi vào nha các bạn. Đây, nước sôi vào. Đấy. Không biết là cho nhiều không nữa. Hay nhiêu đó là đủ rồi. Thôi thì cứ cho nhiêu đây thôi. Đạt quay đều lên và nếm thử xem nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ Đạt quay gần cho các bạn xem. Các bạn thấy cái màu trà sữa trong này chưa? Nó bốc lên cái mùi sữa này là cái mùi sữa bột các bạn ơi. Rất là thơm luôn á. Không phải là mùi sữa bột, mùi thơm của Việt Nam mình á. Cái mùi nó, mùi thơm lạ lắm kìa. Nó mùi, vừa có mùi thơm của bột mà vừa có mùi thơm của ngũ cốc á. Nó trộn vô chung. Đấy. Bây giờ để uống một miếng xem. Thôi, cái này không được rồi. Mình phải lấy cái muỗng. Chết ngựa luôn. Không có một cái muỗng nhỏ các bạn ơi. Đạt sẽ lấy muỗng ăn cơm. Đạt nếm thử một miếng nha. Nó béo ngậy vậy má ơi. Trời ơi trời. Nó đã. Nó thơm mùi sữa mà nó béo mà nó lạ lắm kiểu các bạn ơi. Rất là ngon luôn á. Và tiếp theo mình sẽ bỏ trà túi lọc vào nha. Ra đây bé. Trà túi lọc. Wow. Các bạn xem này. Trà túi lọc á. Các bạn ấy đã làm sao biết không? Là một cái túi hình tam giác. Tam giác mà tam giác ngược như thế này nè các bạn. Nó sẽ có khoảng trống cho thanh lọc trà vô. Rất là đặc biệt luôn á. Rồi luôn rồi. Khi bỏ trà vô Đạt mới biết được một điều các bạn ơi. Bỏ nước sôi trước rồi mới bỏ trà này vào. Trà tan hết rồi thì mới bỏ trà sữa vào. Đạt đã đi sai quy trình rồi các bạn ơi. Tự mình nhận ra luôn. Nhưng mà không sao. Nó cũng lên mùi trà sữa luôn má ơi. Có trà này vào y như nó lên mùi trà sữa luôn. Thôi bây giờ thì trong thời gian đợi chờ nó nha. Bạn xếp cái này mới được. Các bạn bên sau xếp này nhét vô đây. Chống gớt. Sau khi mà thanh lọc sữa xong á các bạn. Thì mấy bạn làm sao biết không? Dắt sữa thôi. Ủa lộn, dắt trà thôi. Mình sai rồi. Đây. Cái muỗng nhỏ kia dắt trà mới được các bạn ơi. Cái muỗng này bọng quá rồi. Nó chuồn lút à. Thôi bỏ qua. Rồi. Quậy lên. Nè sau khi quậy lên. Đặt hử nha. Y như mùi trà sữa. Ai ở Sa Đéc á. Thì uống trà sữa vô á. Sẽ nghe mùi y chang cái mùi trà sữa Phúc luôn. Y chang cái mùi trà sữa Phúc luôn các bạn ơi. Nó bị hụt xuống rồi. Mấy cái này là mấy cái viên gì vậy cả? Để đậu. Này là mấy hộp đậu các bạn ơi. Cái này là cái gì vậy cả? Cái này là nước gì vậy cả? Nước trà.
Đây là nước chả bí đao các bạn, cái mùi nó là mùi chả bí đao. Ồ thì ra là nó có nhiều mùi dưới ta, mùi trà rồi mùi chả bí đao rồi mùi trà kia nữa. Nó vô đây nó thơm phức luôn á ơi, thơm phức luôn. Rồi thôi thì cái khúc bỏ đá vô chắc Đạt không quay đâu, rồi cái này một hồi nữa Đạt khui ra quất luôn nha các bạn. Miếng á thì bây giờ đã đến công đoạn ăn trải nghiệm và chia sẻ nó cho các bạn để các bạn biết được nó ngon như thế nào nha các bạn ơi. Thì bây giờ Đạt sẽ khui ra, đây là công đoạn là mình rất là thích nhất trong cái clip của các bạn ơi. Nhưng mà có hai mặt các bạn, khi mà các bạn làm thử hết á thì nó sẽ là ăn mà mệt mỏi luôn á, mệt mà sợ nhập viện luôn các bạn, mệt là tới độ đó luôn á. Đây còn bây giờ mình sẽ ăn thử miếng trước nha. Miếng này á thì cái này miếng này mình xin phép là không được quay gần luôn các bạn ạ, tại vì quay gần nó cũng y chang như quay xa vậy thôi, nó cũng có miếng không mà không có cái gì để quay chứ, không có gì đỏ hay là màu gì để bắt mắt các bạn chứ. Rồi để mời tất cả các bạn luôn nha. Thật sự các bạn miếng trùng Khánh Linh này á bữa trước ăn rồi rất là ngon, bữa nay thèm quá mua thêm nữa các bạn. Mua cái này là mua combo, nó là bán một lượt 3 ly, 1, 2, 3 phần. Cái này hình như là giá là sáu mấy ngàn các bạn, nếu mà 80 hồi sớm là 8 mấy ngàn á, trừ ra 18 ngàn là còn 6 mấy. Để đây không liên xúc xúc cài dở tiền lắm trời, mà nó ngon. Không biết miếng này sao kìa, rất là ngon. Ông nào mà ăn cay á thì mấy ông ăn được cái vị súp này thật sự là chắc đã lắm các bạn, tại vì nó cay mà cay tới cổ họng luôn các bạn ơi. Quá là ngon. Bây giờ Đạt sẽ uống thử miếng trà sữa xem nó ngon như thế nào nha các bạn. Có khi mình ngửi á trà sữa này, để mình mở nắp ra ngửi cho nó đã. Nó là mùi sữa thơm, vừa thơm mùi sữa tươi, vừa thơm mùi sữa đặc, vừa thơm mùi trà với trà bí đao luôn, nó trộn lại thành cái mùi gì đó rất giống như mùi trà sữa mà có mùi hút ở trong á, hút bắc ở trong á, nó rất là thơm thật sự luôn. Mình chưa từng uống mà cái loại trà sữa nào mà nghe cái mùi này nó thơm như vậy luôn á, rất là đã luôn. Bây giờ Đạt sẽ uống thử nha. À quên, Đạt mời tất cả mọi người nha, uống thôi, quay cái mặt đẹp lại đấy. Mời các bạn nha, uống. Rồi vị đầu tiên đó các bạn, thơm, rất là thơm luôn. Thứ hai là béo nè, thứ ba là sữa, béo béo của vị sữa, thứ ba là thơm mùi trà, rất là thơm mùi trà luôn, mà trà với sữa thì nó là rất rất giống mùi trà sữa luôn các bạn ơi. Và thứ tư mấy hộp đậu hồi nãy các bạn, mấy hộp đậu đen hồi nãy mình tưởng thật sự trong lòng mình ăn tưởng là mấy hộp đậu đen này nó cộm cộm rất là không ngon, mà khi trộn vào sữa này rồi uống lên ngậm viên nào viên nấy tan, đậu có tan ra, công nhận rất là đặc biệt luôn các bạn ơi. Mình không ngờ cái combo 60 mấy ngàn thôi, vừa có miếng vừa có trà sữa. Một hồi nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn về ăn thử và review xem kẹo chân châu này như thế nào nha. Thôi bây giờ Đạt xin tua nhanh cái đoạn này để tới kẹo luôn nha, tại vì cái clip mình nó dài quá thì chắc các bạn sẽ không có coi đâu. Bây giờ Đạt sẽ ăn luôn nha, vừa ăn vừa uống. Trong thời buổi tối này Đạt rất là đang đói bụng thì còn gì bằng nữa các bạn, trời bữa nay trời cũng mưa nữa, trời lạnh quá. Quá ngon các bạn ơi. Hấp như súp nóng nữa. Quá đã. Không ngờ cái bữa sau mình mua nguyên một miếng này về ăn luôn các bạn. Rất là ngon. Thì trước khi ăn kẹo thì mình khuyên các em nhỏ ơi, nếu mà các em có xem clip của anh á thì nhớ là buổi tối sau khi ăn kẹo phải xúc miệng bằng nước nha, xúc miệng bằng nước cho không có đường ở trong răng, nếu mà đường dính răng là sẽ bị sâu răng, ok. Tại vì anh là người bắt sai mắt cái gạt cửa mắt sai lầm này nè, anh chi là người ta chia sẻ lại kinh nghiệm và là giống như là sao đó, chia sẻ lại những sai lầm mà người ta mắc phải á, người ta gọi tắt đó là kinh nghiệm cho nó lịch sử thôi, thật ra đó là sai lầm. Và sau khi khui gói kẹo ra
Bây giờ Đạt đổ hết số kẹo ra luôn nha. Đổ ra hồi chứ họ cũng bỏ lại à. Đạt ăn hết số này chắc là xong phim, xong cục xà bông luôn quá. Bây giờ Đạt sẽ đếm thử bao nhiêu cục nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 viên. 28 viên. Đấy. 28 kia viên kẹo chân châu. Bây giờ thì mình sẽ khui ra thử xem nha. À quên đó, trước khi khui thì Đạt sẽ quay gần cho các bạn xem nè. Đây. Các bạn nhìn thấy rõ của cái viên kẹo không ta? Đây, viên kẹo này. Rồi, mặt sau. Mặt sau của nó này. Ok. Và bây giờ Đạt sẽ khui nó ra. Đây. Ở trong viên kẹo là mùi sô cô la này các bạn ơi. Ở trong viên kẹo này đấy, viên kẹo này để Đạt ăn thử nha, sao nhìn nó cũng không cho không đẹp mắt cho mấy. Cái lớp phủ là cái lớp sô cô la khi vận chuyển về đây rồi các bạn. Thì nó đã bị phải nói là bị gì? Bị cái nhiệt nóng của cái xe nó làm chảy sô cô la ra. Anh chỉ nhìn nó thấy kỳ. Để xin lỗi cái này hơi tới nhẹ nha. Để muốn lấy ra xem. Cái này là không biết là cái gì rồi. Nó vừa dai mà nó vừa dính. Cái viên này cái viên chân trâu đúng rồi. Cái viên này là viên chân trâu. Mà hai vị chân trâu thường của mình là bột luộc lên, nó dai. Còn cái này nó luộc lên. Mà cái bột này nó bột có kẹo trong, có đường trong các bạn. Nó trộn đường vô bột rồi. Hay chứ. Khi mình ăn kẹo này vô các bạn, ở ngoài là một lớp sô-cô-la, ở ngoài là một lớp sô-cô-la. Ở trong thì cái viên kẹo nó rất là dai như là chân trâu á, mà dai kiểu dai ngọt, dai ngon, thật sự luôn. Đây. Đây. Cái viên này nó còn nguyên nè các bạn ơi. Cái viên này là cái viên sô-cô-la. Này. Các bạn nhìn rõ không? Ở ngoài nó áo một cái sô-cô-la. Nè, bây giờ Đạt bóp cho các bạn xem nè. Đấy, nó rất là dai. Nè, các bạn nhìn nó hơi kỳ nha. Tại này nó cũng hơi tới nhị. Tại vì nó rất là dai luôn các bạn. Ý là mình dùng hai tay mình kéo nó ra. Rất là dai. Không nổi. Thật sự rất là dai luôn. Không biết là cái gì luôn á. Không biết kẹo này là kẹo gì các bạn ơi. Dai quá. Quá dai. Đấy. Mình vừa test cái độ dai của kẹo này rồi các bạn. Cái này giống như nhãn nhục á. Thật sự, nếu mà dai, ăn nhai các bạn nha, nó giống như nhãn nhục của Việt Nam mình vậy á. Thôi, để xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip sớm giờ của mình nha. Đây là những clip trải nghiệm review những món ăn mà mình, món ăn lạ mà mình mua được, mình review cho các bạn để các bạn xem, các bạn biết với các bạn. Mở mang tầm mắt, tầm óc, tầm vi mô vĩ đại gì đó thì tầm. Tại vì thật sự những clip Đạt cũng không biết nhiều, nhưng mà Đạt lên mạng để coi cái này coi cái kia cũng mở mang tầm óc, tầm mắt dữ lắm các bạn ơi. Hay chi á, Đạt cái nào Đạt không biết, Đạt sao lúc trước giờ nha, những thứ Đạt không biết Đạt mua Đạt ăn thử thì Đạt biết, nhưng bây giờ khác rồi. Đạt mua Đạt ăn thử và Đạt quay lại cho các bạn xem cùng trải nghiệm với mình. Ai cũng được mở mang tầm óc, mở mang kiến thức. Thật sự là đó là những điều mình thật sự mà mình muốn làm với cái vlog của mình, chia sẻ cho mọi người đấy. Thứ hai là nhân đạo nữa, về vấn đề nhân đạo. Đạt thì nhân đạo là cho người này cho người kia cái gì đó các bạn, giúp đỡ, trao đi tình thương đấy. Từ đầu tới giờ Đạt chưa làm được clip nào như vậy luôn, hy vọng trong tương lai sẽ có. À thôi, clip của mình cũng già rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip này nha, cảm ơn các bạn, bye.